Đồng hồ vang vọng xin kính chào quý vị và các bác. Trong chiều tối hôm nay, vang vọng em xin được hân hạnh giới thiệu đến các bác một chiếc đồng hồ thương hiệu rất nổi tiếng của người Pháp. Đó là đồng hồ Odo. Đây là phiên bản đồng hồ Odo 38 đưa đến cho chúng ta một cái bản nhạc rất là hay các bác ạ, đó là bản nhạc West Symington. Một chiếc đồng hồ được thiết kế với một chiếc vỏ ở bên ngoài. Khi nhìn vào thì các bác biết ngay đây là một trong những đặc trưng của một chiếc vỏ cho một thương hiệu rất nổi tiếng, đó là thương hiệu Odo. Không quá cầu kỳ, nhưng toát lên vẻ sang trọng và đầy quyến rũ các bác ạ, tuyệt vời. Hai bên chạm trổ với hai cái trái cây như thế này, nó sẽ mang lại rất nhiều điều ý nghĩa khi mà chúng ta sở hữu nó các bác ạ. Một cái mặt bát giác nằm rất đặc biệt, số in quốc tế rất rõ ràng trên một cái nền tia đẹp như thế này. Khi các bác nhìn lên thì thật là tuyệt vời phải không ạ? Thương hiệu Odo rất rõ ràng đây, Made in France, một trong những phiên bản rất hay. Và sẽ đưa đến cho chúng ta với một cái âm thanh rất đặc trưng của một dòng Odo qua các cái thanh côn đồng như các bác đang nhìn đây ạ. Củ gông chữ U với các thanh côn đồng. Máy ba vách đồng vàng các bác nhé. Và để các bác thẩm âm đánh giá, em xin được test cái tiếng chuông để các bác cùng được đánh giá xem chiếc đồng hồ này sẽ mang lại một cái âm thanh như thế nào. Vừa rồi là âm thanh của chiếc đồng hồ Odo 38 đưa đến cho chúng ta một cái chất âm không, nó có một cái gì đấy rất nhẹ nhàng và đầy tinh tế phòng các bác. Không ồn nào, không náo nhiệt, nhưng quá tuyệt vời. Một chiếc đồng hồ rất xứng đáng để các bác sở hữu với một cái tầm giá không quá cao. Phần để giá em xin được đề bên dưới bài viết. Đến đây em xin được chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Chào và hẹn gặp lại các bác đến video lần sau.